Để đảm bảo chương trình thì xin phép chuyển sang bài báo cáo thứ hai. Bài báo cáo này có thể gọi là keynote speaker, thì vì cũng rất nhiều người hôm nay các trong telehealth mong chờ nghe được bài báo cáo của Phó sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải về hướng dẫn chẩn đoán và xử trí phản vệ. Cũng xin nói là lúc đang giờ này thì trong bệnh viện Đại học Y Hà Nội chúng tôi cũng đang tập huấn xử trí sốc phản vệ, đúng không ạ thầy Hải, ở dưới hội trường bệnh viện, vì đây là một khâu quan trọng nhất trong việc triển khai rộng rãi tiêm vaccine của Việt Nam. Mời thầy Hải. Vâng, kính thưa Phó sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, giám đốc bệnh viện, kính thưa các quý vị đồng nghiệp và quý vị đang xem live stream. Tôi xin phép trình bày chủ đề hôm nay cũng có thể là hot như mùa hè, chẩn đoán và xử trí dự phòng phản vệ. Thì chúng ta biết rằng là chúng ta có một cái thông tư rất là cập nhật năm 2017 và thực tế là bắt đầu từ năm 2018 với sự xây dựng của rất nhiều các chuyên gia trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu cũng như là miễn dịch lâm sàng. Chúng ta đã có một cái thông tư này và từ đó đến nay thì đã áp dụng trên nhiều bệnh viện trong toàn quốc. Nhân gần đây thì chúng ta thấy rằng là có liên quan những trường một vài cái trường hợp mà có phản vệ với cái vaccine mà chúng ta cũng được nghe báo đài đề cập, và chúng tôi hôm nay song song với cái thông tư trình bày lại cái tóm tắt cái nội dung của thông tư 51 của Bộ Y tế, chúng tôi còn thêm một số vài cái thông tin nhỏ có liên quan đến tình hình cụ thể đó là phản vệ vaccine. Trước hết là về khái niệm về phản vệ thì xin được đưa nguyên cái khái niệm của trong thông tư 51 như sau, tức là phản vệ là một phản ứng dị ứng và có thể phát hiện ngay, xuất hiện ngay lập tức sau vài giây, vài phút đến vài giờ sau khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên và gây ra các bệnh cảnh lâm sàng khác nhau và có thể để lại nghiêm trọng cái hậu quả có thể dẫn đến là tử vong. Và thứ hai là khái niệm về sốc phản vệ, tức là tình trạng không gọi là định nghĩa một cách chuyên nghiệp như kiểu những nhà hồi sức đánh giá về tình trạng sốc, mà đây thông tư nói là sốc phản vệ là một mức độ nặng nhất của phản vệ do đột ngột giãn toàn bộ hệ thống mạch và co thắt phế quản có thể gây ra tử vong trong vòng một vài phút. Và cơ chế của phản vệ thì chúng ta biết rằng là có hai cơ chế chính, một là cơ chế phụ thuộc cơ chế miễn dịch phụ thuộc IgE và cơ chế thứ hai là không miễn dịch. Thì với cơ chế đầu tiên là cơ chế miễn dịch phụ thuộc IgE thì có 60% các trường hợp phản vệ quanh cục mổ thì thuộc loại cơ chế này. Và có thể thông qua trung gian kháng thể IgM hoặc IgG hoặc là phức bộ kháng thể bổ thể. Và cái cơ chế này cũng là cái cơ chế chính trong phản vệ do vaccine. Cơ chế thứ hai là cơ chế không miễn dịch, gọi là cơ chế dạng phản vệ, liên quan đến giải phóng trực tiếp histamine và các hóa chất trung gian sau khi mà tiếp xúc với dị nguyên từ tế bào mast và tế bào kiềm. Và trong cái nhóm phản vệ với thuốc cản quang, đây là một cái nhóm đại diện điển hình cho cái nhóm không liên quan miễn dịch. Và chúng ta xin được đưa vào cái sơ đồ mà thông qua đây chúng ta hiểu cái triệu chứng của phản vệ là thế nào. Thì trong cuộc đời bệnh nhân hoặc người bệnh hoặc chúng ta có sự hiện diện tiếp xúc với cái dị nguyên có thể là bất cứ là gì, là thức ăn, là thuốc, là một cái chế phẩm nào đó, thì các tế bào đại thực bào bạch cầu và sau khi xử lý các dị nguyên đó và trình diện ra các phần thẩm quyền miễn dịch, và sau đó tế bào lành phổ B sẽ tiếp cận để sản xuất ra cái kháng thể đặc hiệu chống lại cái kháng nguyên đó. Và trong các kháng thể đó thì có cái kháng thể gọi là IgE. Cái IgE này sẽ được lưu trữ tập hợp ở trên màng tế bào mast và tế bào kiềm. Khi mà sự hiện diện của các kháng nguyên quay trở lại tiếp xúc với người chủ phụ thì sự kết hợp giữa kháng nguyên và kháng thể một cách đặc hiệu nó xảy ra trên màng tế bào mast và tế bào kiềm, làm cho các túi trong tế bào mast do kiềm bị vỡ ra, màng tế bào mast do kiềm cũng vỡ ra và giải phóng ra các hóa chất trung gian. Thì từ đây cái sự biểu hiện các triệu chứng của cơ thể chủ là giống hệt nhau giữa cơ chế của người phản vệ liên quan đến miễn dịch hoặc phản vệ không liên quan miễn dịch. Thì chúng ta thấy ở đây như các hóa chất trung gian gây lên cái biểu hiện vốn dĩ nó vẫn nằm trong người, nhưng mà khi bây giờ nó hiện diện ở dòng máu, dòng tuần hoàn và các mô cơ quan có thể biểu hiện ra. Ví dụ ở đây là giãn mạch gây ra co thắt cơ trơn, kích thích tế bào thần kinh do prostaglandin, hay là leukotriene,
có gây co thắt cơ trơn, tăng tiết đờm dãi trong đường thở, hay là histamine, serotonin, bradykinin là những hóa chất trung gian khác mà có thể gây ra cũng giãn mạch, rồi kích thích ở da, gây ngứa, co thắt cơ trơn gây khó thở, tăng co thắt đường ruột có thể đi ngoài hay làm nôn, hay là tăng tiết ở các tuyến như là tuyến tị, tuyến lệ. Và thông qua cái hình ảnh này thì chúng ta thấy rằng tất cả các triệu chứng của phản vệ đều do các hóa chất trung gian trong nội tại cơ thể chúng ta gây lên. Và những triệu chứng này thì qua cái hình ảnh này là khá là đầy đủ. Tuy nhiên, những triệu chứng này thì không phải tất cả các bệnh nhân phản vệ ở các mức độ khác nhau đều có thể gặp phải. Chính vì vậy, để mà chẩn đoán trên lâm sàng, chúng ta phải căn cứ vào các tiêu chuẩn. Thì Hội dị ứng thế giới cũng như là cái thông tư 51 của Bộ Y tế chúng ta đã đưa ra là có 3 bệnh cảnh lâm sàng mà chúng ta có thể ứng dụng để chẩn đoán cho bệnh nhân của mình. Đó là gì? Bệnh cảnh thứ nhất là triệu chứng xuất hiện vài giây đến vài giờ ở da và niêm mạc, hoặc là cả da và cả niêm mạc, và có ít nhất một trong hai dấu hiệu sau đây. Thứ nhất là có suy hấp, thứ hai là có tụt huyết áp. Với suy hấp thì chúng ta có thể mức độ từ nhẹ đến nặng, ví dụ như chỉ là cảm giác khó thở, hay chúng ta thấy nghe tiếng co thắt thực sự, hay là chúng ta bệnh nhân đã bị giảm oxy và có thể đến ngừng tuần hoàn về suy hấp. Thứ hai là tụt huyết áp. Tụt áp có thể là cái triệu chứng ban đầu chỉ là chóng mặt hay nhịp tim nhanh, nhưng sau đó tụt huyết áp thực sự và thiếu máu cho tổ chức, bệnh nhân có thể bị ngất và hoặc là đáy ở không tự chủ. Nếu chúng ta xem đây là một cái mệnh đề và là toán học, thì có lẽ là cái triệu chứng xuất hiện vài giây sau vài giờ ở da niêm mạc hoặc là cả hai, thì đây là một cái điều kiện, có phải là điều kiện cần, và sau đó mới là điều kiện đủ. Thì tuy nhiên trên thực tế, khi nghiên cứu người ta thấy rằng 10 đến 20% bệnh nhân không có dấu hiệu ở da và niêm mạc. Chính vì đó, những cái trường hợp mà không có dấu hiệu da và niêm mạc thì sao? Chính vì thế mà có những bệnh cảnh lâm sàng nó không nằm trong cái nhóm này, thì sẽ có một cái bệnh cảnh thứ hai nó mang tính chất đầy đủ hơn. Đó là gì? Sau khi tiếp xúc dị nguyên vài giây đến vài giờ, bệnh nhân biểu hiện 2/4 dấu hiệu sau đây. Thứ nhất là liên quan đến da và niêm mạc, thứ hai suy hấp, thứ ba tụt huyết áp, và thứ tư là dấu hiệu tiêu hóa. Ở đây chúng ta thấy dấu hiệu tiêu hóa được đưa vào đây, và cũng không có gì lạ khi mà chúng ta thấy cái bệnh cảnh theo cái hình ảnh lúc nãy, dấu hiệu tiêu hóa cũng có thể xuất hiện. Và trong trường hợp này chúng ta thấy đây là một cái bệnh cảnh khá là đầy đủ. Chúng ta lấy một cái ví dụ là nếu như một bệnh nhân nào đó sau tiếp xúc dị nguyên vài giây đến vài giờ, như là tiêm vaccine chẳng hạn, bệnh nhân có biểu hiện ở da và niêm mạc cộng với dấu hiệu đau bụng đi ngoài, thì trong trường hợp này thì cũng đầy đủ là đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán bệnh nhân bị phản vệ. Với cái tiêu chuẩn thứ ba là có những bệnh nhân mà họ không hề có biểu hiện ở da và niêm mạc gì cả, nhưng mà người ta đã đi thẳng trực tiếp vào tụt huyết áp, đặc biệt là với những cái bệnh nhân đã có cái tiền sử dị ứng phản vệ và tụt huyết áp với những cái thuốc mà bây giờ bệnh nhân gặp lại. Với cái điều kiện là chúng ta nên lưu ý cái việc con số huyết áp, vì rất nhiều người có huyết áp bình thường là khá là cao mà không được điều trị thường xuyên. Lúc vào viện chúng ta đo thấy huyết áp gần như bình thường, ví dụ 110/70, nhưng mà trường hợp đó thì huyết áp bình thường vốn là 160 chẳng hạn, thì người ta sụt vào trên 30% con số huyết áp tối đa, tức là lúc đó một huyết áp 110 cũng gọi là thấp rồi, và người ta có thể những biểu hiện, những cái dấu hiệu của thiếu máu của tổ chức. Trong trường hợp đấy chúng ta phải xử trí như phản vệ. Còn đối với trẻ em thì chúng ta thấy cái huyết áp không phải là mốc là 90 nữa, mà đối với những trẻ em dưới 1 tuổi thì mốc huyết áp tối đa là dưới 70, 1 tuổi đến 10 tuổi là 70 cộng 2 nhân với tuổi, và đối với những trẻ em từ 11 đến 17 tuổi thì nó giống như người lớn. Như vậy là chúng ta thấy rằng ba cái bệnh cảnh trên thì có vẻ rất là đơn giản, nếu chúng ta bình tĩnh chúng ta có thể đưa vào được. Tuy nhiên là trong cái bệnh cảnh mà gặp ở bệnh nhân phản vệ thì chưa chắc chúng ta đã bình tĩnh. Thì chúng tôi cũng có một cái ca lâm sàng như sau, là một bệnh nhân nam 40 tuổi vào viện vì mất ý thức. Tiền sử bệnh nhân có dị ứng với bánh mì, trước vào viện thì có đi ăn và sau 30 phút thì bạn bè không thấy bệnh nhân đâu nữa, phải đi tìm thì thấy đang gục trong toilet. Thì bệnh nhân được đưa vào bệnh viện, và đến một bệnh viện thì đã được chụp CT sọ não, và sau đấy thấy CT sọ não bình thường mới chuyển đến bệnh viện mà tôi làm việc. Đến nơi tôi khám, bệnh nhân có vẻ như là không tiếp xúc được, và bệnh nhân mất các trương lực, mạch thì 100, huyết áp thì là 90/60. Như vậy chúng ta thấy huyết áp, nếu như một thanh niên 40 tuổi thì huyết áp 90 có vẻ cũng không phải là có là thấp. Tuy nhiên tôi khám ở trên da bụng thì thấy chúng ta thấy cái giãn mạch ở da, và cái điều này cũng gợi ý chúng ta rằng có thể bệnh nhân bị phản vệ gì đó, và chúng tôi đã quyết định điều trị như phản vệ và tiêm alin cho bệnh nhân tiêu bắp ngay lập tức. Và sau chỉ mũi tiêm đầu tiên, mũi tiêm thứ hai thì bệnh nhân đã cử động được chân tay, đã mở mắt, đã nói chuyện và đã nói rằng mình vừa ăn bánh mì, mặc dù thử ăn thôi nhưng mà vẫn bị phản vệ. Như vậy qua ca lâm sàng này chúng ta thấy rằng bệnh nhân có dấu hiệu về hôn mê
hôn mê trong nháy nháy như vậy. Thì là vào một bệnh viện mà các đồng nghiệp lại nghĩ đến bị đột quỵ, thì có nghĩa là chúng ta chưa nhấn mạnh rõ về cái dấu hiệu về rối loạn thần kinh, dấu hiệu về ý thức cũng là một trong những dấu hiệu của phản vệ. Chính vì lẽ đó mà thông tư 51 của chúng ta cũng đưa ra cái dấu hiệu gợi ý là sau khi tiếp xúc dị nguyên vài giây đến vài giờ, bệnh nhân có ít nhất một trong năm dấu hiệu sau đây: thay đổi da và niêm mạc, suy hấp, tụt huyết áp, dấu hiệu tiêu hóa như cái phác đồ thứ hai chúng ta thấy, và thêm vào nữa là dấu hiệu thần kinh. Và chúng ta biết rằng dấu hiệu thần kinh ở đây có thể do prostaglandin kích thích tế bào thần kinh. Điều thứ hai là cũng có thể do tụt huyết áp, cũng có thể do thiếu oxy mà có thể dẫn đến dấu hiệu thần kinh. Như vậy một trường hợp bị hôn mê mà có những dấu hiệu khác kèm theo như ở dấu da chẳng hạn, như trường hợp ca lâm sàng vừa nãy, hoàn toàn chúng ta cũng nghĩ rằng bệnh nhân đây là cái dấu hiệu của phản vệ. Và để chẩn đoán phân biệt thì thế nào, thì cũng rất nhiều cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng ngoài cái bệnh cảnh là có liên quan đến phản vệ, còn có những, nếu mà gọi xét về triệu chứng thì phản vệ cũng có thể phân biệt, cần phân biệt với nhiều cái bệnh cảnh lâm sàng khác nhau, như là sốc, tai biến mạch não, bệnh lý hô hấp, các biểu hiện ở da như mày đay phù mạch, các bệnh lý về nội tiết như cơn bão giáp trạng, hội chứng carcinoid hay hạ đường máu, hay các trường hợp ngộ độc rượu, opiat, histamine. Và chúng ta cũng cần phải chẩn đoán phân biệt với một số cái trường hợp, nếu như đang tăng tiêm phòng vaccine chẳng hạn, ví dụ những cái trường hợp mà chúng tôi cũng đã tìm hiểu, ví dụ như là trong trường hợp mà bệnh nhân có hội chứng sợ hoặc là thì hú cho liên quan tới cường phối vị, cũng có những trường hợp như vậy, nhưng mà hoàn toàn nó khác với cơ chế, và đặc biệt cái biểu hiện của nó là nó rất là khác với lại phản vệ. Khi mà cái biểu hiện ở da trong những trường hợp cường phối vị thường là da xanh tái, nhịp tim thường là chậm chứ không phải là nhịp nhanh, và da đỏ hồng hào như là trong trường hợp phản vệ. Thế thì được phân độ phản vệ có 4 bộ, thì cái độ 1 là chỉ có biểu hiện ở da và niêm mạc, độ 2 là có hai biểu hiện ở nhiều cơ quan, trong đó mày đay phù mạch, khó thở, tức ngực, khàn tiếng, chảy nước mũi, đau bụng, nôn để chảy, hay huyết áp chưa tụt, hoặc là tăng huyết áp, hoặc là nhịp tim nhanh, hoặc là loạn nhịp. Và độ 3 thì nặng hơn, những cái biểu hiện kia trên đây thì nặng hơn, có thể là suy hấp, có thể là dấu hiệu mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt hay là sốc. Và đặc biệt là độ 4, đó là ngừng tuần hoàn. Vì chúng ta thấy có những trường hợp mà sau khi tiếp xúc dị nguyên xong là bệnh nhân bị ngừng tuần hoàn luôn, thì có thể rơi vào một trong 4 độ như này. Và điều đặc biệt có nhấn mạnh ở đây rằng mức độ phản vệ không phải là nặng lên một cách tuần tự, nó không thể diễn biến từ 1, 2, 3, 4, mà có thể là xuất hiện từ 1 nhảy lên 4, từ 1 nhảy lên 3, hoặc là bất cứ cái mức độ nào ngay lập tức có thể xuất hiện được. Về xử trí phản vệ thì thế nào? Thì chúng ta về mặt nguyên tắc thì phải ngừng ngay tiếp xúc với dị nguyên. Ngừng ngay tiếp xúc với dị nguyên, đó là một nguyên tắc chung. Và tất nhiên trong trường hợp mà đã tiêm rồi thì cái khả năng mà lấy được dị nguyên ra cũng rất là khó. Thì nguyên tắc đầu tiên trong xử trí phản vệ đó là chúng ta đảm bảo sống, chức năng sống cho bệnh nhân. Và một nguyên tắc bất di bất dịch và rất là quan trọng và là key trong trường hợp này, đó là dùng adrenaline càng sớm càng tốt và tiêm bắp cho những trường hợp phản vệ từ độ 2 trở lên. Và các bác sĩ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trong bệnh viện khi mà có những bệnh nhân phản vệ, phát hiện bệnh nhân phản vệ thì phải xử trí theo phụ lục, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Điều này có thể chúng ta biết rằng riêng cái phác đồ này, chúng ta biết trong bệnh viện thì chỉ có bác sĩ ra y lệnh tiêm thuốc, xong đó điều dưỡng mới tiêm. Nhưng trong trường hợp mà phản vệ này thì rất nhiều người thuộc nhân viên y tế có thể dùng adrenaline để tiêm bắp cho cái liều đầu tiên cho bệnh nhân. Thứ ba là người có tiền sử phản vệ thì có sẵn adrenaline mang theo người, và thì người bệnh hoặc là những người khác không phải là nhân viên y tế có thể sử dụng cái adrenaline sẵn này mà tiêm bắp cho bệnh nhân. Điều này chúng ta thấy là quy định thành luật. Còn bây giờ mà anh em tự nhiên mang ra rủ nhau ra công viên tiêm hộ nhau là rách việc, vì có thể công an sẽ bắt đi 0506 sớm. Rồi, về xử trí phản vệ thì theo mức độ, ví dụ là thì chúng ta thấy là độ 1 là dấu hiệu chỉ có da niêm mạc thì chúng ta có thể dùng thuốc metinprednisolone hoặc là dimeron ấy, chúng ta tiêm hoặc chúng ta uống. Và điều trong cái mức độ 1 này cần thiết nhất là phải theo dõi 24 giờ tại cơ sở y tế để chúng ta phát hiện ra những trường hợp mà nó xuất hiện phản vệ thì 2 có thể nặng hơn. Từ độ 2 thì chúng ta biết rằng độ 2 rất có thể chuyển nhanh chóng sang độ 3 và độ 4. Vì vậy phải khẩn trương xử trí đồng thời theo các diễn biến nếu có. Trong đó chúng ta cũng ngừng tiếp xúc dị nguyên, chúng ta cũng tiêm adrenaline, tiêm như thế nào tôi sẽ nói cái bảng phía sau.
Thứ ba là chúng ta đặt bệnh nhân tại tại chỗ nằm đầu thấp và nằm nghiêng sang một bên, nếu có nôn thì cũng nôn nôn ra bên ngoài mà không hít vào đường thở, cho bệnh nhân thở oxy, cho liên tục phải đánh giá về hô hấp, về tuần hoàn, về ý thức. Nếu như bệnh nhân bị ngừng thở, mất mạch cảnh và mất ý thức thì ba cái dấu hiệu đó đã chứng minh là bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn, thì trong trường hợp đấy chúng ta phải cấp cứu ngừng tuần hoàn, ép tim ngoài lồng ngực sớm và hỗ trợ cho đường thở cho bệnh nhân. Chúng ta phải đặt cái đường truyền kim to 14 16 14 g hoặc là cateter tĩnh mạch trung tâm để chúng ta truyền dịch nhanh, và trong một số trường hợp khác nữa thì chúng ta có thể hỗ trợ những tình huống tương tự như phản vệ, ví dụ như ngộ độc thuốc gây tê chẳng hạn. Và chúng ta phải hội chẩn với các đồng nghiệp và tập trung xử trí, báo cáo cấp trên, có cả báo cáo cấp trên rất quan trọng, vì mỗi trường hợp như thế chúng ta đòi hỏi rất nhiều nguồn lực khác nhau, và đặc biệt có sự hiện diện của bác sĩ hồi sức cấp cứu, hoặc là có thể thêm có ý kiến của chuyên khoa dị ứng nữa thì càng tốt. Và đây là cái điểm rất quan trọng trong bài báo cáo hôm nay, đó là ta dùng ARN như thế nào. Và chúng ta bắt đầu bằng tiêm bắp. Vì sao phải tiêm bắp? Vì chúng ta biết rằng tiêm bắp, chúng ta ý nói là so với tĩnh mạch thì thế nào. Nhiều người có bảo tĩnh mạch đầu tiên hoặc là tiêm trực tiếp vào tim thì nó tốt hơn, nhanh hơn. Không, tiêm bắp là một cái cách tiêm mà nó tiếp cận nhanh nhất, vì thời gian chuẩn bị cho tiêm bắp rất là nhanh. Hai là tiêm bắp với những mũi đầu tiên nó có thể hấp thu vào đại tuần hoàn cũng nhanh như tĩnh mạch, không kém. Ba nữa là chúng ta không cần phải bẻ ra, không phải pha loãng gì, chúng ta tiêm cách trực tiếp. Và thứ nữa là một số trường hợp chúng ta tiêm vào chỗ bắp đùi cũng không cần phải so đo, không phải tìm tòi, mà ai cũng tiêm được cái chỗ đó, và ngay cả người ta còn tiêm được có cao quần nữa, không cần sát trùng. Đó là cái điểm mà tiêm bắp cho thấy là hiệu quả nhanh hơn, và trên cả về mặt thực tế cũng như là về mặt các nghiên cứu đã so sánh. Và liều dùng cho tiêm bắp là người lớn một nửa lọ đến một ống, một ống, trẻ em là một năm ống, một phần năm ống đến một phần hai ống, và ống ở đây là alin 1 mg/ml. Và trẻ sơ, tùy thuộc vào cân nặng mà chúng ta có thể chia nhỏ cái liều ấy ra, trẻ sơ sinh hay cho đến trẻ trên 30 cân, và nhắc lại tiêm bắp sau 3-5 phút một lần, và được tiêm như thế 2-3 lần cho đến khi hết cái triệu chứng nặng. Và sau khi tiêm bắp 2-3 lần mà không có cải thiện và chúng ta phải pha loãng ra để chuyển sang đường tiêm tĩnh mạch, đó là tiêm một pha 1 mg thuốc, tức là 1 ml, với 9 ml nước cất, và tiêm cái liều, cái thể tích bằng chính cái thể tích mà chúng ta tiêm bắp cho bệnh nhân. Ví dụ như lúc nãy chúng ta tiêm 0,5 ml thì bây giờ chúng ta cũng không tiêm 0,5 ml cái dung dịch sau khi đã pha loãng và tiêm vào tĩnh mạch, và có thể nhắc lại như thế 2-3 lần sau 3-5 phút và đến khi hết các triệu chứng phản vệ. Sau 2-3 lần tiêm tĩnh mạch như thế mà vẫn còn có triệu chứng thì thông tư khuyến cáo là chúng ta nên truyền liên tục với cái liều 0,1 mg/kg/phút khoảng 1/3 ống alin 1 giờ, và điều chỉnh lên hoặc xuống tùy theo đáp ứng của triệu chứng mỗi 3-5 phút. Và nếu như trong trường hợp mà chúng ta không có máy truyền dịch hay bơm tia điện thì chúng ta có thể pha 500 natri 9/1000 với lại 2 ống adrenalin chẳng hạn. Trong trường hợp này pha 250 thì nó hơi khó và chúng ta phải kéo rút bớt chẳng hạn, thì chúng ta có thể 500 ml natri 9/1000 với lại 2 ống adrenalin, và chúng ta 10-60 cân thì chúng ta để 30 giọt/1 phút, và chúng ta để lên xuống tùy theo cái mức độ đáp ứng. Và một số thuốc khác, tại sao nói là một số thuốc khác, vì chúng ta thấy rằng adrenalin vẫn là thuốc quan trọng nhất. Người ta nói rằng, y văn thế giới nói rằng alin là một thuốc mà không có chống chỉ định tuyệt đối trong trường hợp hoàn cảnh mà chúng ta nghi ngờ phản vệ. Và alin nó vừa có tác dụng kích thích receptor alpha beta 1 beta 2, nó tác động vào tất cả những cơ chế mà các thuốc phản vệ do các hóa chất trung gian gây nên. Còn những thuốc khác đây là mang tính chất hỗ trợ điều trị sau đó. Vì một số trường hợp gần đây chúng ta thấy xử lý phản vệ, chúng ta cố gắng trì hoãn việc dùng alin mà thay vào đó chúng ta dùng metinpred, chúng ta dùng kháng histamine H1 thì chỉ làm chậm hơn tình hình, mà chúng ta nên cho alin trước và chúng ta phối hợp với những thuốc khác. Ở đây đó là gì? Metinpred có thể là 1 ống 2 ống tiêm tĩnh mạch, trẻ em thì 1 ống, hoặc là hydrocortisone cũng có thể dùng như vậy, kháng histamine H1 như là dimeron chúng ta dùng 2 ống 5 ống và chúng ta có thể tiêm bắp, và trẻ em thì giảm nửa liều như vậy, và có thể dùng các thuốc kháng H2 như ranitidine. Một số trường hợp nhịp chậm mà không đáp ứng với alin, chúng ta sợ việc có thể phản vệ, hoặc những trường hợp đang dùng beta block, chúng ta có thể dùng glucagon, có thể phối hợp với một số thuốc khác như dopamine, dobutamine, norelin để nhằm nâng được cái huyết áp cho bệnh nhân trong những trường hợp phức tạp. Và việc theo dõi là rất quan trọng, chúng ta theo dõi liên tục các trường về thông số huyết động, thông mạch, huyết áp, nhịp thở, SpO2 và trí giác 3-5 phút mỗi lần cho đến khi bệnh nhân ổn định.
Khi bệnh nhân đã ổn định rồi, chúng ta phải theo dõi và ghi chép 1-2 giờ một lần và ít nhất trong vòng 24 giờ. Và tất cả những bệnh nhân phản vệ thì cần phải được theo dõi tại cơ sở khám chữa bệnh 24 giờ. Và chuẩn bị hộp cấp cứu phản vệ thì chúng ta có phải chuẩn bị alin, chúng ta phải chuẩn bị trang bị theo cái yêu cầu của thông tư. Các nhân viên y tế cũng phải được đào tạo. Các trên phương tiện thông tin giao thông công cộng như máy bay, tàu thủy cũng cần được trang bị cái hộp này. Và hộp cấp cứu phản vệ thì gồm có 8 mục như trên, trong đó chúng ta thấy rằng là alin so với cũ thì được nhiều hơn đến tận 5 ống cơ. Và đây, cái hộp này có 8 mục và khi chúng ta mở ra thì cố gắng dùng hết theo tuần tự, theo cái khuyến cáo của thông tư thì chúng ta, nhưng mà cố gắng dùng hết các thành phần đó tùy theo đáp ứng của bệnh nhân. Và chúng ta cần phải trang bị tại cơ sở khám chữa bệnh, phòng khám hoặc là một cái khoa nào đó, các khoa với oxy bóng ambu, xịt salbutamol vân vân và một số dụng cụ khác. Và về dự phòng phản vệ thì chúng ta lựa chọn cái đường phù hợp nhất. Đường tiêm thì có nguy cơ phản vệ hơn đường uống, vì vậy một số thuốc là uống cũng tốt thì chúng ta không nhất thiết phải tiêm. Không phải thử phản ứng cho tất cả các trường hợp, có chỉ định của bác sĩ theo quy định tại phụ lục. Thì trước đây thì kháng sinh nào thử, nhưng mà sau khi có thông tư này thì tôi thấy là ca thực tế lâm sàng thì nhiều nơi đã không thử một cách tràn lan nữa. Và không được kê đơn thuốc, chỉ định thuốc cho những bệnh nhân đã biết rõ gây phản vệ. Và khi khai thác tiền sử dị ứng của bệnh nhân là đặc biệt quan trọng. Đó là khai thác dẫn bệnh nhân là dị ứng với loại dị nguyên gì, thức ăn gì, côn trùng nào, hay là gia đình bệnh nhân có những bệnh, hoặc là bản thân bệnh nhân có những bệnh liên quan đến phản vệ hay không. Chúng ta cũng phải khai thác vào đây. Và chúng ta phải báo cáo trung tâm ALE để các ra những trường hợp mà bệnh nhân bị phản vệ, nó giúp cho cơ quan quản lý biết rằng cái lô thuốc đó hoặc là cái nguyên nhân đó để chúng ta có những cái can thiệp kịp thời. Khi xác định được dị nguyên mà bị phản vệ thì thường là các bác sĩ phải ghi vào giấy chuyển viện đơn thuốc tất cả những thông tin liên quan đến phản vệ đó. Và đây là một cái yêu cầu. Và chúng ta phải cung cấp cái thẻ phản vệ cho bệnh nhân với thông tin đầy đủ họ tên và dị ứng phản vệ với cái gì. Và bác sĩ cung cấp cái phiếu này là ai. Và mặt sau đó có một số thông tin nhắc bệnh nhân là những dấu hiệu mà bệnh nhân phải nghĩ đến mình bị phản vệ. Thứ hai là luôn mang alin theo người. Và thứ ba là có thể tiêm bắp alin ngay lập tức, hoặc là có thể gọi đến 115 hoặc cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để có thể được cấp cứu kịp thời. Và việc sử dụng test, các test phản ứng thì chúng ta không phải test cho tất cả các thuốc, mà chỉ test với những thuốc các dị nguyên đã từng dị ứng, hoặc là những thuốc mà nằm trong cái họ mà cái thuốc đã bị từng dị ứng, hoặc một người nào đó mà bị dị ứng quá nhiều loại thì chúng ta test. Và khi thử test phải có sẵn các phương tiện cấp cứu phản vệ bên cạnh và làm test theo quy định. Nếu người bệnh có tiền sử dị ứng thuốc hoặc dị nguyên mà kết quả test lẩy ra hoặc nội bì dương tính thì chúng ta không dùng đương nhiên. Và trong những trường hợp mà bệnh nhân là dị ứng với dương tính với những thành tiếp tục âm tính với test lẩy ra, test nội bì, thì chúng ta phải làm thêm cái test nữa là cả test kích thích. Chúng tôi thấy rằng cái việc này rất là công phu, các chuyên gia về dị ứng sẽ giúp chúng ta làm được điều này. Và chúng ta có những thuốc nào mà có thể thay thế được thì chúng ta nên thay thế trước khi chúng ta phải làm rất nhiều test này. Thì trong cái bối cảnh mà không có vaccine chẳng hạn, trong nếu trường hợp nào đó mà có rơi đúng quy định thì có thể chúng ta cũng có thể sử dụng cái cách này để chúng ta lựa chọn vaccine cho bệnh nhân. Và tóm lại cái bài báo cáo của tôi được tóm lại cho 4 ý sau đây. Thứ nhất, phản vệ là một tình trạng cấp cứu thường xuyên có thể xảy ra, đặc biệt là khi chúng ta càng ngày càng có nhiều cái điều kiện để được bệnh nhân được tiếp cận với các loại thuốc, với các phương tiện và chữa bệnh và phòng bệnh. Khi xuất hiện một trong 5 cái dấu hiệu sau khi tiếp xúc dị nguyên vài giây đến vài giờ, bệnh nhân biểu hiện như là dấu hiệu da niêm mạc, dấu hiệu về khó thở, suy hấp, dấu hiệu về tụt huyết áp, dấu hiệu về thần kinh và dấu hiệu về tiêu hóa, thì chúng ta phải nghĩ đến khả năng bệnh nhân có phản vệ. Và khi càng nhiều cái dấu hiệu, nếu mà rơi vào 3 cái bệnh cảnh khác nhau như thế mà, thì chúng ta chẩn đoán bệnh nhân phản vệ. Và tùy theo mức độ mà chúng ta xử lý, ví dụ độ 1 là chỉ có dấu hiệu da niêm mạc thì chúng ta chưa cần dùng alin, chúng ta cho dùng các thuốc hỗ trợ cộng với lại theo dõi 24 giờ. Từ độ 2 đến độ 3 thì chúng ta phải sử dụng các thuốc, trong đó đặc biệt là alin tiêm bắp, sau đó có thể tiêm tĩnh mạch và truyền tĩnh mạch. Độ 4 thì đó là ngừng tuần hoàn, chúng ta cấp cứu ngừng tuần hoàn. Và ngay khi mà bệnh nhân đã thoát được phản vệ thì chúng ta vẫn phải theo dõi đến cái cơ sở cấp cứu hoặc là hồi sức để chúng ta theo dõi 24 giờ để đề phòng trường hợp bệnh nhân bị phản vệ thì hai. Và việc dự phòng phản vệ thì hỏi bệnh là rất là quan trọng,
để chúng ta sàng lọc những bệnh nhân có nguy cơ, để chúng ta đưa vào cái cách để làm nào để cho dự phòng không bị phản vệ thực sự. Và cái việc mà dùng test đối với các loại thuốc khác nhau thì chúng ta chỉ đưa vào test những trường hợp mà thực sự bệnh nhân bị phản vệ với thuốc đó, họ thuốc đó, hoặc là những bệnh nhân bị dị ứng phản vệ với rất nhiều loại. Và phần trình bày của tôi đến đây hết. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị đồng nghiệp. Xin cảm ơn thầy Hải. Đúng là nghề của thầy thì rất là tâm huyết và say sưa. Tôi thì tôi muốn hỏi thầy một số câu hỏi, mà thật ra là những câu hỏi này là của các bác sĩ hỏi tôi, đặc biệt trong dịp công tác vừa rồi rất nhiều bác sĩ hỏi tôi. Thứ nhất là nếu người ta đến với khai báo với chúng ta sau khi chúng ta sàng lọc là bệnh nhân có rất nhiều yếu tố dị ứng, như là ăn tôm, ăn cua, dị ứng thời tiết, dị ứng phấn hoa, vân vân, thì chúng ta mà vẫn phải tiêm vaccine thì chúng ta sẽ xử lý trường hợp ấy như thế nào? Và trường hợp thứ hai cũng đấy là trường hợp người ta đã có từng dị ứng phản vệ rồi thì liệu có chống chỉ định để tiêm vaccine không? Hiện nay có các bác sĩ chúng ta đang tiêm rất rộng rãi vaccine và có những câu hỏi rất thực tế. Và câu hỏi thứ ba tôi muốn thầy chia sẻ đấy là các cái phương tiện thông thường hiện nay chúng ta đang sử dụng đã đủ chưa trong cái việc nâng cao cái cấp cứu phản vệ ở những cơ sở đang triển khai tiêm vaccine? Vì tôi biết là hiện nay ở Bệnh viện Đại học Hà Nội chúng ta đã triển khai tiêm vaccine, nhưng mà chúng tôi đề nghị tất cả các chỗ vị trí tiêm đều phải có monitoring. Ngoài các cái thông thường thầy Hải vừa nói là có oxy thì chúng ta bắt buộc phải có monitor và có máy sốc điện. Thì quan điểm của thầy thế nào nếu khi chúng ta triển khai tiêm vaccine? Vì hiện nay có những vị trí người ta vẫn đang tiêm vaccine tại các cái trạm y tế xã vaccine COVID-19. Mời thầy ạ. Vâng ạ. Câu hỏi của thầy Hiếu thì cái bài hôm nay em đã chuẩn bị về rất nhiều phần liên quan đến vaccine, nhưng không lại gửi bài cũ. Thì cũng là cái phần mà em cũng đã xem được. Thì đối với những trường hợp mà khi bệnh nhân bị dị ứng rất nhiều loại thì cái đây cũng không phải là một cái trường hợp chống chỉ định với lại hoàn toàn với tiêm vaccine. Thì liệu mình có thể dùng các thuốc gì để chuẩn bị trước không? Hay là mình chuẩn bị phương tiện gì ngay lập tức trong lúc đấy không? Hiện, và cái protocol theo dõi nó có lâu dài, kéo dài thời gian theo dõi ở sau khi tiêm hơn không? Thì dị ứng với vaccine, phản vệ với vaccine thì cũng... Bệnh nhân bị dị ứng thông thường thì hiện nay người ta chỉ bị kêu... Vì hiện nay chúng ta vẫn đang tiêm đúng không ạ? Thầy cứ chia sẻ cái thầy đang tiến hành hàng ngày với cả các đồng nghiệp. Bởi vì hiểu rõ về cái dị ứng với phản vệ với vaccine là rất hiếm gặp là một. Cái điều thứ hai là nó cũng như là một phản vệ với lại những cái thuốc khác. Và nó cũng thường xuất hiện trong vòng 30 phút đầu tiên. Và những trường hợp mà đã từng dị ứng với vaccine rồi. Không, dị ứng cái khác, người ta có tiêm vaccine rồi đâu. Bây giờ tôi hỏi rất rõ câu hỏi. Nghĩa là bệnh nhân bị dị ứng tôm cua cá. Thế bây giờ người ta đến, chúng ta vẫn phải tiêm thì chúng ta có cần lưu ý gì hơn không? Vâng, những trường hợp đấy thì nó chúng ta lưu ý hơn rằng là những trường hợp đó là những trường hợp có nguy cơ hơn bình thường, tuy nhiên không có chống chỉ định. Vẫn tiêm. Vẫn tiêm bình thường ạ. Vâng, điều ấy rất quan trọng. Vẫn để tiêm bình thường. Để cho các thầy, cô, các bạn ở các địa phương yên tâm. Thì về chúng ta hiện nay cũng rất nhiều trường hợp sàng gọi nhắn tin cho tôi, bảo em trước đây đã bị tiền sử dị ứng rồi, bây giờ em là nhân viên y tế nhưng em thấy là như thế không nên tiêm. Nhưng mà tôi nghĩ là đấy là cái hiểu sai đúng không ạ? Thế còn cái trường hợp thứ hai tôi muốn đề xuất đến đấy là bệnh nhân đã từng phản vệ rồi, đã đi chụp mạch vành. Hôm nay có một bác sĩ hỏi tôi đã chụp động mạch vành bị dị ứng phản vệ, phải dùng cả đến aralin. Bây giờ liệu có tiêm vaccine cho bác sĩ hay không? Trường hợp này cũng là một thuộc nhóm là có nguy cơ, cũng có khả năng phản vệ. Tuy nhiên chúng ta về chi tiết hóa một chút thì là những trường hợp mà bị phản vệ như thế thì chúng ta biết rằng là cái cơ chế phản vệ do thuốc cản quang nó cũng khác một chút so với cơ chế phản vệ do những thuốc thông thường. Và chúng ta nếu cẩn thận thì chúng ta cũng để theo dõi để sàng lọc. Và chúng ta em cũng buổi sáng nay cũng có trình bày với lại bên trung tâm vaccine rằng là chúng ta có thể đưa nhóm bệnh nhân đó vào cái nhóm mà chúng ta có một cái cách tiêm. Cách tiêm là chúng ta chia nhỏ liều. Cách tiêm chia nhỏ liều ở đây là một cái liều 0.5ml đấy thì chúng ta chia làm 5 lần mỗi 15 phút một lần. Và chúng ta chia nhỏ và nâng liều dần lên để đạt được cái liều tổng là 0.5 trong vòng 75 phút có thể kết xong được cái mũi tiêm vắc đó. Và nó cũng không phải là chống chỉ định, nó cũng không phải là chống chỉ định với lại tiêm vaccine. Cảm ơn thầy. Thế còn monitor và máy sốc? Cái câu hỏi thứ ba của thầy là về
monitor mà máy xúc thì người ta đặc biệt lưu ý rằng là những trường hợp mà có nguy cơ phản vệ thì nên tiêm ở cơ sở y tế. Thì cơ sở y tế thì đương nhiên là chúng ta là cái nơi mà có thể trang bị đầy đủ trang thiết bị, nhỡ may có cái phản vệ thì chúng ta cũng cấp cứu kịp thời. Còn đại đa số trường hợp là nó cũng theo tiêu chuẩn một cái phòng tiêm vaccine của Bộ Y tế ạ. Vâng, cảm ơn thầy. Các thầy cô, anh chị có hỏi, các đầu cầu có hỏi gì không ạ? Nếu mà hỏi các chị có thể bấm micro hoặc là có thể sử dụng fanpage. Có một câu hỏi của bạn Phạm Hương là trong tờ sàng lọc trước tiêm nếu có phản vệ độ 2 bất cứ thuốc hay đồ ăn gì thì có tiêm vaccine hay không? Thì có chống chỉ định tiêm không? Trong tờ sàng lọc trước tiêm nếu có phản vệ độ 2 với bất kỳ thuốc hay đồ ăn gì thì câu ấy cũng trùng với cả cái tôi vừa trả lời rồi. Câu thứ hai có bạn Ngô Quang Minh cũng trả hỏi cũng tương tự như vậy, đã có tiền căn phản vệ trở lên rồi thì có nên hoãn tiêm hay không? Vâng. Còn có một bạn nữa đang đề xuất là thầy Hải tiếp tục nói về phản vệ pha 2, tuy nhiên chúng ta cũng không còn thời gian nữa. Tí nữa xin phép thầy Hải có thể copy và paste cái bài giảng của thầy ở trên fanpage để các bạn có thể về download để học